Thùy Tiên bị tài khoản Miss Grand International hủy theo dõi, lý do liệu có thuyết phục? Chia sẻ mới nhất của Hoa hậu Thùy Tiên khiến cộng đồng mạng nghi vấn đây chính là nguyên nhân khiến tài khoản Miss Grand International hủy theo dõi Thùy Tiên trong đêm. Thông tin liên quan đến vụ việc tài khoản chính thức của cuộc thi Miss Grand International hủy theo dõi Hoa hậu Thùy Tiên khiến dư luận xôn xao. Theo đó, tối ngày 5 tháng 10, người hâm mộ Việt Nam bất ngờ phát hiện tài khoản Instagram Miss Grand International không còn hiển thị theo dõi Hoa hậu Thùy Tiên, trong khi các người đẹp từng đăng quang khác thì vẫn còn. Đồng thời, fan sắc đẹp xứ Việt còn nhận ra tài khoản Instagram của phó chủ tịch Miss Grand International là bà Teresa cũng không còn theo dõi Thùy Tiên. Điều này khiến dân tình vô cùng hoang mang vì trước đó bà Teresa nổi tiếng rất ưu ái Thùy Tiên. Trong những lần Miss Grand International xuất hiện trên truyền thông, bà Teresa đều dành nhiều lời lẽ có cánh khen ngợi người đẹp Việt Nam. Một số netizen còn gọi Thùy Tiên là con gái cưng của bà Teresa. Động thái của Miss Grand International cũng như bà Teresa nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng fan hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Mọi người cho rằng giữa thời điểm Miss Grand International 2023 đăng cai tổ chức ở Việt Nam, hành động của ban tổ chức cuộc thi quốc tế bị cho là thiếu tinh tế và kém duyên. Trong lúc mọi chuyện vẫn đang xôn xao, Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh dàn người đẹp Miss Grand International 2023 diện áo dài truyền thống chụp hình ở Việt Nam kèm theo chú thích gây chú ý. Từ tận đáy lòng, tôi rất tự hào khi Miss Grand International 2023 được tổ chức tại Việt Nam. Hạnh phúc nhất là khi được nhìn thấy những người đẹp nước bạn xinh đẹp vô cùng trong tà áo dài truyền thống nước ta và khoe sắc rạng rỡ tại những khung cảnh nổi tiếng của Hà Nội. Ngày mai các thí sinh sẽ chính thức được trao xét. Tuy nhiên, Tiên có chuyến công tác tại Hàn Quốc nên không thể tham gia được. Nhưng đừng lo, mình vẫn theo dõi và cập nhật lịch trình đầy đủ nhé. Tôi sẽ hết sức để tham gia nhiều sự kiện nhất có thể. Cả nhà cùng theo dõi và cập nhật tình hình cùng các cô gái của Tiên tại Miss Grand International 2023 diễn ra tại Việt Nam nhé. Nhiều người nghi ngờ rất có thể nguyên nhân khiến tài khoản Miss Grand International hủy theo dõi Thùy Tiên là do nàng hậu không sắp xếp được lịch trình riêng và không thể tham dự vào lịch trình chung của chương trình. Netizen đặt ra giả thuyết có lẽ việc Thùy Tiên không thể có mặt ở buổi trao giải đã gây mất lòng ban tổ chức của thi quốc tế nên mới bị hủy theo dõi. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức Miss Grand International cũng như ekip của Hoa hậu Thùy Tiên vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc người đẹp bị hủy theo dõi trên mạng xã hội.